Hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn có nhiều sức khỏe, bình an, công việc gặp nhiều may mắn, thuận lợi. Hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ chia sẻ với các bạn bài tử vi tuổi Ất Sửu nữ mạng trong năm 2021 về phương diện sự nghiệp, tài vận, tình cảm, sức khỏe, sao giải hạn, hướng xuất hành, tuổi sông đất và tử vi từng tháng trong năm 2021 đối với tuổi Ất Sửu nữ mạng. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Mời các bạn cùng theo dõi. Sự nghiệp. Tử vi tuổi Ất Sửu năm 2021 nữ mạng có thiên can thái tuế là thực thần khắc thiên quan. Sự nghiệp năm tới sẽ có đột phá, chức vị cũng sẽ có nhiều sự thăng tiến, nhưng có nhiều nguy cơ với các mối quan hệ xã hội. Năng lực của bạn sẽ tốt để phát triển sự nghiệp trong năm 2021 tới. Năm 2021 phạm thái tuế, không phúc có họa cho nên tuổi Ất Sửu nữ mạng trong năm 2021 cần chú ý công việc cũng còn nhiều trở ngại. Bạn cũng cần cẩn thận với mối quan hệ với cấp trên, có thể bị trách mắng, bị phạt tiền, trừ tiền. Tuy nhiên nữ mệnh Ất Sửu không cần phải buồn bực, hãy biến bi phẫn thành hành động, rèn luyện chính năng lực cá nhân của mình để khiến người khác phải nhìn lại. Năm nay bạn nên đi theo người chồng của mình để học hỏi nhiều kinh nghiệm và kỹ năng hơn, để giúp cho bản thân chúng ta gặp nhiều may mắn và thuận lợi hơn cho bản thân mình. Công việc có thể không có tiền lương quá cao nhưng bù lại bạn sẽ có được nhiều may mắn và thuận lợi để học hỏi nhiều kinh nghiệm cho bản thân mình. Đối với những người tuổi Ất Sửu tự gây dựng sự nghiệp thì cũng nên tham khảo các ý kiến của cấp dưới để có thể xây dựng công ty tốt hơn. Nhìn chung thì công việc năm 2021 của Ất Sửu nữ mạng không tốt, gặp nhiều ảnh hưởng, tâm trạng đi xuống, làm việc thì phạm nhiều sai lầm ảnh hưởng đến công ty. Ngoài ra, các mối quan hệ với đồng nghiệp nữ trong công ty cũng không tốt, mâu thuẫn đố kỵ ghen ghét xảy ra. Để tránh những ảnh hưởng này thì tốt nhất đi làm không nên ngồi lê đôi mách, tránh họa thị phi. Ngoài ra thì chúng ta nên cố gắng kết giao với đồng nghiệp, dù sao thì việc kết thêm bạn vẫn tốt hơn chuyện có thêm thù. Tài vận. Tử vi năm 2021 dự báo tuổi Ất Sửu nữ mạng có thiên can thái tuế là thực thần khắc thiên quan, trong mệnh có thực thần mang lại nhiều phúc lộc, tuy nhiên dù tuổi gặp nhiều may mắn trong tài vận thì bạn vẫn cần phải đề phòng nhiều. Tử vi năm 2021 dự báo kiếm phong xuất hiện, ảnh hưởng đến chi tiêu của bạn. Người tuổi Ất Sửu nữ mạng đề phòng đến tai nạn rủi ro, gặp những chuyện ngoài ý muốn phải chi tiêu nhiều tiền bạc. Năm 2021 tới, tử vi dự báo phạm thái tuế, nếu bạn kiếm tiền thì cần phải ghi nhớ, chúng ta không thể vi phạm pháp luật, nếu không sẽ gặp nhiều khó khăn hơn bao giờ hết. Ngoài ra, trong năm mới cần học cách tiết kiệm phòng trừ những lúc cần tiền như là người nhà bị bệnh, chi tiêu cho việc học hành của con cái. Tài vận của nữ mạng không quá tốt, công việc chịu ảnh hưởng cho nên tiền thu vào cũng bị thất thu. Cuối năm không có nhiều hoa hồng cho nên cuộc sống cũng bị giảm sút. Tử vi dự báo năm 2021 tuổi Ất Sửu nữ mạng quản lý tài sản rất kém, ảnh hưởng đến túi tiền của bạn. Hơn thế, đề phòng có kẻ hãm hại, lừa dối mà mất tiền. Xem thêm tử vi tuổi Ất Sửu năm 2021 nam mạng. Tình cảm. Tử vi tuổi Ất Sửu năm 2021 nữ mạng. Dự báo bạn có thiên can thái tuế là thực thần khắc thiên quan. Năm nay chuyện tình cảm của nữ mạng tuổi Ất Sửu không tốt, dù bạn gặp nhiều mối quan hệ nhưng thường gặp tình huống thụ động, ảnh hưởng đến vận tình cảm. Tử vi năm 2021 nói tuổi Ất Sửu nữ mạng gặp hoàng phiên nhập mạng, cho nên vận thế bất lợi, cộng thêm vận thế năm 2021 của bạn không tốt cho nên sẽ lại càng khó khăn hơn. Người độc thân thì thường có nhiều cảm xúc tiêu cực và bị động, cho nên khi gặp được một người khá phù hợp thì bạn cũng không tích cực chủ động, để trở thành hữu duyên vô phận. Người có người yêu thì hay cãi vã với người ta, cả hai đều có nhiều chuyện phiền lòng khiến cho tâm tình đi xuống. Ngày ngày cãi nhau có đôi khi dẫn đến chia tay. Với người đã kết hôn, chúng ta cần phải học cách thấu hiểu và cảm thông cho nhau. Nếu không bạn sẽ gặp phải nhiều khó khăn, dù không dẫn đến bước đường ly hôn nhưng mà mối quan hệ trong nhà vẫn khó khăn, khiến chúng ta bí bách khó chịu. Nữ mệnh tuổi Sửu sinh năm 1985 cũng có một số người theo đuổi, tuy nhiên đều không tốt lắm. Đề phòng rơi vào những mối tình sớm nở tối tàn, xảy ra nhiều tranh cãi. Sức khỏe.
Nữ mệnh tuổi Sửu sinh năm 1985 có vận thế sức khỏe gặp nhiều khó khăn. Bạn có thiên can thái tuế là thực thần khắc thiên quan khiến cho ngũ hành mộc bị tổn thương. Trong năm nên đề phòng gân cốt bị thương, sức khỏe cũng không tốt cho nên cần phải chú ý nghỉ dưỡng nhiều hơn. Nữ mệnh bị kiếm phong ảnh hưởng, trong năm 2021 bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi, mỗi ngày đều tâm tình không tốt. Hơn thế nữa còn tự gây áp lực cho mình cho nên khá là stress. Bạn nên dành nhiều thời gian để thư giãn, tránh ôm bực bội vào người. Bên cạnh đó, năm mới do ảnh hưởng của thái tuế mà thường xuyên sinh bệnh, chúng ta cũng cần phải chú ý đến việc giao thông hàng ngày, nên nhớ tuân thủ các luật lệ an toàn giao thông là cách tốt nhất để bạn bảo vệ bản thân mình. Sao chiếu mạng? Theo tử vi ngày nay, tuổi Ất Sửu 1985 nữ mạng trong năm 2021 là 37 tuổi, bị sao kế đô chiếu mạng, hạn thiên tinh và vận niên như hồi sơn. Sao kế đô là một hung tinh đem lại sự buồn khổ, chán nản, thờ ơ. Sức mạnh của sao kế đô vô cùng lớn, ảnh hưởng từ trường của hung tinh này khiến bản mệnh cảm thấy bất an, luôn tự ti và hoài nghi chính bản thân mình. Hướng xuất hành. Sau khi đã xông nhà đầu năm mới thì các bạn có thể chọn hướng xuất hành đầu năm 2021 Tân Sửu. Gia chủ tuổi Ất Sửu xuất hành nghĩa là đi ra khỏi nhà sau lúc giao thừa. Có người thì ngay sau giao thừa đã xuất hành đi lễ chùa, lễ đền có người bắt đầu sáng mùng 1 Tết mới đi, cũng có người xuất hành vào mùng 1, mùng 3 Tết, mùng 5 tùy hoàn cảnh cụ thể. Theo tử vi tuổi Ất Sửu năm 2021 nữ mạng thì hướng xuất hành tốt nhất cho bạn là ngày mùng 1 Tết thứ 6 ngày 12 tháng 2 năm 2021 xuất hành hướng Tây Nam. Ngày mùng 3 Tết chủ nhật ngày 14 tháng 2 năm 2021 xuất hành hướng Đông Nam Tây Bắc. Ngày mùng 5 Tết thứ 3 ngày 16 tháng 2 năm 2021 xuất hành hướng Tây Bắc Đông Nam. Tuổi Sông Đất. Đầu năm chủ nhà tuổi Ất Sửu nên mời gia chủ sinh các năm tuổi năm Canh Tý, Đinh Tý, Bính Thìn, Kỷ Tỵ đến xông nhà đầu năm để mọi việc trong năm 2021 được thuận lợi, gặp nhiều may mắn, tài lộc đầy nhà, cả năm làm ăn phát đạt suôn sẻ. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp bạn có những kế hoạch chu toàn nhất hợp lý nhất trong năm 2021 này nhé. Để cả năm sung túc và hạnh phúc nhất. Tử vi từng tháng. Tử vi tuổi Ất Sửu năm 2021 nữ mạng. Trong từng tháng là nội dung tổng hợp vận trình 12 tháng trong năm Tân Sửu 2021 của người tuổi Sửu sinh năm 1985. Tháng 1 âm lịch. Dương lịch 3 tháng 2 năm 2021 đến 5 tháng 3 năm 2021. Dự báo, không được tùy hứng tạo thị phi, may mắn cùng quý vận sẽ đến. Tử vi tuổi Ất Sửu năm 2021 nữ mạng tháng 1 âm lịch có thiên can canh kim thương quan đồng vượng với thiên can tân kim thực thần. Địa chi tháng tạo một quan hệ ám hợp với thái tuế sửu thổ. Sự nghiệp bản mệnh tháng này sẽ có sự tiến triển, có lợi cho việc hợp tác của chính phủ, tuy nhiên đôi khi trong cuộc tranh luận có thể nảy sinh mâu thuẫn với thủ trưởng. Bản mệnh cần bình tĩnh và dùng lý trí để xử lý, bởi đôi khi người này cũng sẽ gặp áp lực trong công việc. Chuyện tình cảm gặp sao hồng hoa chủ đào hoa, nữ mệnh thì không nên quá tỏ ra mạnh mẽ, nếu không sẽ khiến cho đối phương e dè hơn. Tuy rằng chuyện tình yêu của các cặp đôi có phần sâu sắc hơn, nhưng lại dễ dẫn đến mâu thuẫn hoặc khắc khẩu. Tháng 2 âm lịch. Dương lịch, 5 tháng 3 năm 2021 đến 4 tháng 4 năm 2021. Dự báo, một tháng vô cùng thoải mái, không vướng bận tâm hay nghi ngờ. Tử vi tuổi Ất Sửu năm 2021 tháng 2 âm lịch có địa chi thiên quan Mão Mộc cùng thái tuế Sửu Thổ không tạo ra tác dụng gì. Thiên can tân kim thực thần đồng vượng với nhau. Người tuổi Sửu tháng này sẽ khá thoải mái tự do hoàn thành nhiệm vụ, ít khi bị quản lý. Mặc dù vẫn sẽ tồn tại áp lực nhưng không lớn, bản mệnh dễ dàng giải quyết những vấn đề khó khăn tồn đọng, tài vận cũng gia tăng. Tháng 3 âm lịch. Dương lịch 4 tháng 4 năm 2021 đến 5 tháng 5 năm 2021. Dự báo, được bạn bè giúp đỡ tài vận, nếu không cố gắng sẽ gặp nhiều rủi ro. Tử vi tuổi Ất Sửu năm 2021 tháng 3 âm lịch có thiên can nhâm thủy chính tài tương sinh với tân kim thực thần. Địa chi tháng thìn thổ cùng thái tuế sửu thổ cấu thành sửu thìn tương phá. Nữ mệnh vì bằng hữu mà gặp cơ hội, nhưng vì không hòa hợp với nhau, giao tranh ngôi vị cao thấp nên dễ phát sinh mâu thuẫn.
Tháng 3 âm không tốt cho vấn đề đất đai, người ngoài nhìn vào tưởng là sinh lời rất nhiều, nhưng thực chất là không như vậy. Bởi vậy, bạn cần bình tĩnh và sáng suốt, không nên quá cố chấp. Tháng 4 âm lịch. Dương lịch, 5 tháng 5 năm 2021 đến 6 tháng 5 năm 2021. Dự báo, được người thân hỗ trợ tài vận, mọi sự tốt đẹp bình an. Tháng này quý thủy sinh thiên tài tương sinh với tân kim thực thần, địa chi tị hỏa tương hợp với thái tuế sửu thổ. Tuổi sửu tháng này có quý nhân chiếu cố, sẽ có lợi cho những người đi thi, làm kinh doanh, tìm việc, văn hóa, vừa lập nhiều thành tích lại nhận được nhiều lương thưởng bất ngờ. Họ cũng được người thân trong gia đình giúp đỡ, được nhận vào công việc lương cao. Chuyện tình cảm vận thế khá tốt, vợ chồng cuộc sống hài hòa. Tháng 5 âm lịch. Dương lịch, 5 tháng 6 năm 2021 đến 7 tháng 7 năm 2021. Dự báo, quan ấn tương sinh cơ hội đến, nhiều áp lực đang chờ. Tử vi tuổi Ất Sửu năm 2021 tháng 5 âm lịch có thiên can giáp mộc chính quan tương khắc với tân kim thực thần. Địa chi tháng là ngọ hỏa thiên ấn tương hại với chi năm sửu thổ. Nữ mệnh tháng này vì lười biếng mà có thể khác nhau với lãnh đạo, hoặc là cấp trên không thoải mái với bạn. Hoặc có thể là cãi nhau tại chỗ làm, vì quá nhiều quy tắc mà cảm thấy ức chế. Mặc dù tuổi sửu sẽ có quý nhân chiếu cố, nhưng lại từ chuyện tốt chuyển thành trở ngại do tinh thần bạn bị áp chế. Đồng thời, tháng này sẽ gặp sao đào hoa là hàm chỉ tuổi sửu dễ dàng có cảm tình với ai đó, với những người độc thân lâu năm có thể thoát ế. Với những người vốn đào hoa sẵn thì lại là có thêm lựa chọn cho mình. Tình yêu vốn dĩ không phân biệt tuổi tác cho nên các bạn cứ cố gắng nắm chắc cơ hội trong tay mình. Tháng 6 âm lịch. Dương lịch 7 tháng 7 năm 2021 đến 7 tháng 8 năm 2021. Dự báo, tự tay loại bỏ kẻ thù, quá xúc động sẽ tự phá vận thiên tài. Tử vi tuổi Ất Sửu năm 2021 tháng 6 âm lịch có thiên can Ất Mộc thiên quan tương khắc với tân kim thực thần, cấu thành thực thần chế sát. Địa chi mùi thổ tương xung cùng sửu thổ. Nữ mệnh tân sửu tháng này vì cố chấp và dễ xúc động mà làm cho tài vận không như ý muốn. Bạn không nên đầu tư, nhất là trong lĩnh vực đất đai. Đồng thời, bản mệnh sẽ gặp khó khăn trong sự nghiệp, có thể móc nối quan hệ với người khác, nhưng đừng nên tiêu pha đút lót. Cũng có thể công việc có biến động, quyền lực tăng lên. Tháng này bạn đừng quá cố chấp hoặc hành sự theo cảm xúc, nếu không dễ động tay động chân mà dẫn đến tổn thương. Tháng 7 âm lịch. Dương lịch 7 tháng 8 năm 2021 đến 7 tháng 9 năm 2021. Dự báo, hoa đào một đóa rơi vào tay. Tử vi tuổi Sửu năm 2021 tháng 7 âm lịch có thiên can Bính Hỏa chính ấn tương hợp với tân kim thực thần, tạo thành thực thần hợp quan. Địa chi tháng là thân kim có thương quan tinh, không có tác dụng trực tiếp cùng thái tuế sửu thổ, nhưng lại sinh ra sao thiên hỷ hoa đào răng lối. Hầu hết tuổi Ất Sửu sẽ không gặp phải khó khăn lớn trong tháng này, dù đã lớn tuổi nhưng vẫn có lợi cho việc học tập. Thậm chí bạn còn có vận đào hoa này không tồi, thu hút người khác phái. Tháng 8 âm lịch. Dương lịch 7 tháng 9 năm 2021 đến 8 tháng 10 năm 2021. Dự báo, cuộc sống nhiều trói buộc, làm sao để có thể tự tại đây? Tử vi tuổi Sửu năm 2021 tháng 8 âm lịch có thiên can Đinh Hỏa thiên ấn, cùng với tân kim thực thần khắc nhau. Địa chi Dậu kim cùng Sửu thổ cấu thành Sửu Dậu bán hợp kim cùng. Tuổi Sửu có sự nghiệp tháng này khá lợi cho việc hợp tác, nhân duyên cũng tốt hơn, dù cho việc ràng buộc là trách nhiệm. Đồng thời, bạn cũng nên ít đến các chỗ ăn chơi, bởi vì cảm giác bị hạn chế sự tự do nên càng muốn bứt phá thoải mái. Sức khỏe tháng 8 âm không tốt cho dạ dày, tốt nhất nên hạn chế ăn chua cay lại. Tháng 9 âm lịch. Dương lịch 8 tháng 10 năm 2021 đến 7 tháng 11 năm 2021. Dự báo, kỵ cố chấp nên lễ nghĩa, vạn sự thuận theo tự nhiên. Nữ mệnh Ất Sửu tháng 9 âm lịch có thiên can Mậu Thổ kiếp tài tương sinh với tân kim thực thần, tạo thành kiếp tài sinh thực. Địa chi Tuất Thổ kiếp tài tương hình với thái tuế Sửu Thổ. Tuổi Sửu trong tháng này sự nghiệp không như ý, nhiều chuyện phiền não, bị đối thủ cạnh tranh quấy nhiễu, dễ nảy sinh mâu thuẫn hoặc thị phi. Tháng này bản mệnh cũng có thể vì đi cùng anh em bạn bè mà tiêu tiền như nước, cần lý trí xử lý tình huống. Hơn nữa bạn cũng không nên quá hiếu thắng hay sĩ diện mà gây xung đột, nếu không gặp năm hạn sẽ rất dễ bị thương tổn cơ thể. Tháng 10 âm lịch.
Dương lịch 7 tháng 11 năm 2021 đến 7 tháng 12 năm 2021. Dự báo, ngồi xuống chỗ nào tiền theo đến đó, tình cảm có bước tiến nhất định. Tử vi tuổi Ất Sửu năm 2021 nữ mạng. Tháng 10 âm lịch có thiên can kỷ thổ tỷ kiên tương sinh tân kim thực thần. Địa chi tháng hợi thủy không phát sinh tác dụng với thái tuế sửu thổ, nhưng sẽ sinh chính tài tinh cấu thành tỷ kiên tọa tài. Tuổi sửu tháng này sẽ có kỳ ngộ trong sự nghiệp lợi cho vận chính tài tức lương thường, nhưng tự thân phải vất vả lao lực nhiều, cần biết kết nối các mối quan hệ với nhau. Tuổi sửu có thể chịu nhiều áp lực như bị quản lý theo dõi, giám sát chẳng hạn. Nữ mệnh sẽ có một ít kỳ ngộ nhưng cần phải nắm chắc trong tay. Tháng 11 âm lịch. Dương lịch 7 tháng 7 năm 2021 đến 7 tháng 8 năm 2021. Dự báo, kinh doanh thu về lợi nhuận, tình duyên hoa đào phấp phới. Nữ mệnh Ất Sửu tháng 11 âm lịch có thiên can canh kim thương quan đồng vượng với tân kim thực thần. Nguyệt lệnh tí thủy thiên tài cùng thái tuế sửu thổ cầu thành thiên tài hợp thân. Tài vận sẽ tự tìm đến bạn trong tháng này. Việc hợp tác và kinh doanh thuận lợi, nghề tay trái cũng có nhiều thu hoạch. Bản mệnh vất vả lao lực nhiều. Tháng 12 âm lịch. Dương lịch, 5 tháng 1 năm 2021 đến 4 tháng 2 năm 2021. Dự báo, đồng vượng phạm thái tuế, cửa ải cuối năm chớ coi thường. Tử vi tuổi Sửu năm 2021 tháng 12 âm lịch kim khí đồng vượng. Nguyệt lệnh và thái tuế cùng tương sinh sửu thổ. Con giáp này có vận thế cuối năm khá mạnh, sẽ làm việc theo ý thích của mình, nhưng có phần ham chơi và phóng túng. Đồng thời, tháng này tuy không vượng về tiền bạc cho lắm, nhưng cũng sẽ thu được một chút lợi nhuận, cũng gọi là có của ăn của để. Kết luận. Trên đây là thông tin về tử vi tuổi Ất Sửu năm 2021 nữ mạng, mong rằng quý độc giả sẽ có thêm nhiều thông tin hữu ích cho mình. Chúc các bạn nữ tuổi Ất Sửu có một năm mới Tân Sửu bình an hạnh phúc. Mời các bạn tham khảo thêm nhiều video hay từ Minh Đường Tử Vi để có thêm tham khảo cho tuổi của mình.